Thinksmart. Thinksmart bàn giao hai máy quét 3D Prince đến khách hàng. Chúng tôi kiểm tra sản phẩm và các phụ kiện đi kèm kỹ lưỡng để tránh trường hợp thiếu sót khi đến tay khách hàng. Những phụ kiện theo máy. Máy quét 3D Prince. Kiểm tra máy Prince thứ hai. Quét test một vài vật thể mẫu để đảm bảo khả năng vận hành trơn tru của máy trước khi đến khách hàng. Hiện tại hai dòng máy quét 3D tại Thinksmart, Simken và Prince đang có chương trình ưu đãi khổng lồ, giảm từ 35% đến 60%, được ứng dụng vào quy trình QC khuôn, kiểm tra các khe hở lắp ghép, phân tích các khuyết tật, cong vênh, biến dạng, mòn, giúp cải tiến sản phẩm. Ứng dụng vào quét ô tô, thu file láng mịn. Khách hàng có nhu cầu sở hữu một chiếc máy quét phục vụ công việc, liên hệ ngay với công ty chúng tôi.